Như một cái cục cưng. Cả nhà thấy không? Cái con linh này đang nằm trước mặt anh em coi. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Thì anh em con, mỗi người muốn hỏi vị một câu để có thể là anh em con biết được, và anh em con sẽ hậu tạ vị vào ngày khác, vị có chịu không? Ai tại tôi con đến đây thì anh em con đến đây là một cái lòng thành ý, chứ không phải đến đây để xin số hay là muốn bắt giữ vong linh gì hết. Anh em con chỉ muốn biết là vong linh từ đâu đến, và vong linh có muốn anh em con cần vong linh giúp cái gì không, để anh em con biết, chứ anh em con đến đây không có để phá hay là quậy gì vong linh hết. Con xin chào cả nhà đã quay trở lại kênh Gió Đồng TV cả nhà. Con xin chào cả nhà quay lại kênh Gió Đồng TV cả nhà. Thì giờ này 8-9 giờ cả nhà. Thì cả nhà, bữa nay anh em con á cũng mới được biết một câu chuyện, và cũng gần nhà anh em con, và anh em con mới quyết định là bữa nay đến đây để giờ này. Thì câu chuyện nó là như vậy nè cả nhà. Thì mấy bữa trước á, con nghe những cô chú mà người ta đi xịt á, người ta kể lại cho anh em con biết. Thì cũng khoảng cách đây là cỡ 2 tuần cả nhà. Người ta nói cũng có 2 tuần rồi. Thì người ta gặp một ở trên một cái mảnh đất. Cái mảnh đất đó một cái có một cái khu mộ. Thì khu mộ đó đâu người ta nói thường thiên người ta ở đó mấy năm người ta chưa có gặp cái hiện tượng này. Thì từ khi mà có hai người đàn ông đến và xin số cả nhà. Thì đến đó cầu. Cầu con thì con không biết, người ta kể là con không biết cầu sao, mà từ khi hai người đó cầu số xong á thì các hiện tượng tâm linh nó xuất hiện ngay trong cái khu mộ đó. Và người ta đi xịt á thì thường ngay cái đường nước cả nhà, thì người ta đi xịt tới lui. Và lần này là cái chú đó thì cũng cỡ ba mấy tuổi, chú đi xịt thì chú bị một cái vong đen cả nhà nhắn cái đầu ở dưới xuống ở dưới mé đường nước cả nhà, và thấy cái vòng đen đó từ ở dưới đây mà nhảy tọt lên trên nóc nhà luôn. Thì hình như là mùa trung thu là mùa mấy quý? 29 29 đó cả nhà. May 29 tại gồm dạ. Nhảy là như là dạ. 15 dạ. Thì ngày đó con nghe nói chú là giỏi là ngay ngày trung thu thì trời rất là tròn và sáng cả nhà. Thì chú thấy rõ ràng đó, chú nghĩ đó đứng đây và nhảy tọt trên nóc nhà luôn, tọt trên nóc nhà mộ á. Thì anh em con cũng có nghe kể, và anh em con định đến đây và tìm hiểu cái phong đó cả nhà. Dạ thì nghe nói gì cả nhà cũng mới gần đây thôi, dạ. Không có lâu, khoảng chừng một tháng nè, dạ. Thì người ta gì đó ta thấy đi xịt vòng vòng đây hoài rồi. Thì cái chú đó thì đêm đó đi xịt ngay bữa trung thu luôn, dạ. Thì bị cái phong này nhét. Mà vài ngày sau con cũng có nghe người ta bị nhét nữa, dạ. Nhưng mà anh em con chưa kịp hỏi thì chú nói là nhấn đầu chú rất mạnh, dạ. Xíu nữa chú bị ngọt nước rồi, dạ. Nhưng mà hồi chú lại dùng dãy là được, dạ. Thì chú quay qua quay lại thì không thấy gì hết. Thì cái nhà thì anh em con tưởng chú chỉ nói giỡn và đùa anh em con. Và anh em con có đi hỏi các người dân, thì những cái người dân mà ta gần ở những cái khu mộ này cả nhà, thì mỗi tối người ta đi ra ngoài sau hè người ta rửa chén hay là người ta giặt đồ cả nhà, thì người ta lại giống như chú gặp một cái vong ở trên nóc nhà mà một cục đen xì cả nhà. Thì con cũng có hỏi từ mỗi cái nhà, thì con hỏi mấy cô chú có biết cái câu chuyện của cái chú đó kể không, dạ. Dạ. Thì cô chú gần đây cô chú nói đúng, à, có một cái giống như là một cái vong nào đó đang, thì không biết con nghe là tại hai cái ông đó đến đó và cầu, và có thể là cầu về giống như là người ta cầu lên được một cái vong nào đó nữa cái này. Giờ thì cả nhà không biết sao hai cái chú đó, hai cái người đó lại xin số xong, dạ. Là biết cái chắc hai người đó là biết nguồn gốc của vong linh này từ đâu mà ra, dạ. Thì chắc cũng có xin được. Nhưng mà sau đó có lẽ là con nghĩ tới vấn đề là xin rồi không trả lễ,
Dạ. Thành thử vong linh này mạng dữ đã lên như vậy đó nha. Dạ. Thì bây giờ cũng 8-9 giờ tối rồi. Dạ. Nên con tới đây thẳng thì thật ra cũng mới tạnh mưa thôi cái này, bây giờ con vẫn còn lâm râm. Dạ. Nên con tính tới sớm hơn rồi mà lỡ trận mưa rồi, nên con giờ này mới đến. Dạ. Thì chắc có lẽ anh em con mời cả nhà đi ở trong cùng anh em con. Dạ, thì con đi cả nhà. Dạ. Cả nhà ơi, cả nhà đây là chính là cái đường nước mà chú đó bị cái vong linh đó nhấn cái đầu xuống. Thì buổi sáng chú có dắt anh em con đến và anh em cô có hỏi chú có phải là xác định là ngay chỗ này, chú nói là chú ngay chỗ này và có một cái bóng đen ở trên đây và khòm xuống và đè đầu chú ở dưới đó cả nhà. Và chú nói á, là từ chỗ này nó nhảy tọt lên trên đó đó cả nhà, ngay trên cái mái nhà của dạ. Cái khu mộ trên đó đó cả nhà thấy không? Đây là một cái khu mộ cũng rất là mới nhưng mà con không hiểu sao là... Cả nhà, anh em con sẽ dẫn cả nhà vô đây và anh em con cho cả nhà xem. Thì cả nhà cũng thấy đó, cả nhà thấy không, những cái căn nhà của những người dân ta là chỉ quay cái đít giống như là quay cái sao lại và người ta rửa chén cả nhà. Người ta nói á, chờ mà trăng tròn người ta sẽ thấy một cái bóng đêm. Cả nhà thấy cái nóc không, chú chỉ rất rõ, nó nhảy lên cái ngọn đó. Dạ. Nó ngồi thì chú rất là hoảng sợ cả nhà. Thì con sẽ đi vòng vòng cho cái nhà xem cái đây là một cái khu mộ rất là mới. Nó mô gì nè, thì cái nhà ở chỗ này á có một cái khu rừng bụi lùm, mà con không biết cái bụi lùm này người ta á, tại sao á người ta không có đến mà khai phá để làm cái này, cái trồng cái này cái kia đó nha, người ta để trồng chuối mà. Thì thôi các anh em con sẽ đi vô trong đi cho cả nhà xem cái chỗ này hạt xíu hết trơn rồi, anh em con sẽ đến đây có thể thắp nhang cho những cái phong linh ở đây. Cả nhà ơi, hỏi anh em con chuẩn bị đồ cúng rồi nhưng mà mưa cả nhà, ước của anh em con hết trơn. Cả nhà cũng thấy ở chỗ này tự nhiên có một cái lùm mà nó âm u quá, anh em con cũng dắt tối không dám vô. Anh em con sẽ lên chỗ cúng kiến đi. Thì anh em con chỉ muốn đến đây là tìm hiểu trước, và có thể là anh em con sẽ đem những cái đồ cúng thật là chu đáo và có thể là biết được, có thể là chắc chắn luôn là con phong của người đó ở đây để anh em con còn thể cúng nữa nha. Tại vì anh em con cũng chưa có biết, anh em con chỉ nghe và đến thôi. Yeah. Đây là một cái mộ. Ủa, ôi trời, con nhìn nè, cái gì gạch có cái chữ gì ở trên đó hả? Cả nhà thấy à, người để sát xuống đi. Một cái chữ, đây là một cái chữ người của người Tàu người ta cả nhà. Dạ. Nhưng con không biết người ta có đang làm. Rõ giờ con mới thấy luôn. Dạ. Thường thì con thấy chỉ có ở trên những cái bia mộ người ta viết thôi và những cái cây thôi, con chưa có thấy người ai mà vẽ có khi nào ở đây có cái gì mà người ta đã vẽ những cái lá miếng bùa không? Tôi không biết nữa. Cái này là chữ bùa này cả nhà, chứ không phải là đơn thường là chữ không đâu cả nhà. Mà sao lại có cục gạch này ở đây? Cục gạch ngộ ha. Nếu đây là một cái bát hương thì sao mà cắm ủa lộn sao mà chôn kỳ vậy? Với cả nhà con thắc mắc là tự nhiên cái nhà mồ là ngoài trước, nhưng cái chỗ này lại có cái bát hương này. Cái gì mới nha, mới sẹt quá vậy, cái gì mới sẹt quá vậy. Thì cái nhà ở đó vẫn còn những cái nhà người ta thường là ta đi ra chỗ đó người ta thấy cái nè. Yeah. Anh em con sẽ nên con nè. Thôi nhà chắc anh em con sẽ đặt máy và có thể là cúng kiến thắp nhang cho cái khu mộ này
để anh em con có thể là gặp được cái vòng của cái vòng hiện tại mà anh em con muốn gặp. Đi thắp nhang đi. Không biết có phải là cái vong linh, có khi lại là cái vong linh nào đó lại đang ngủ như thế này. Dạ. Khi lại là một cái vong linh khác cái đang ngủ, chứ không phải là cái ông bà đang nằm lại khu đất này. Với còn một điều nữa cả nhà, thì con nghe chú nói á, lúc mà chú nhìn lên và chú á, có cái đèn soi ở trên cái đầu cả nhà, thì chú cái gì Có cái gì đó nó gỉ cái đầu của có sao không? Cái gì anh ơi cẩn thận nguyên ơi, ở nhà chắc con nên cái đặt này rồi. Nên con quên lên cái máy camera đêm nữa ta. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô ông bà đến đây. Ông bà đang ngồi hiện tại mảnh đất hiện tiền. Thì ngày hôm nay anh em con tới đây được biết cái sự linh thiêng của ông bà nằm lại mảnh đất này. Thì ngày hôm nay anh em con tới đây với mục đích là để nhìn thấy được sự nhiệm màu của tâm linh nếu ông bà còn ở đây. Thì anh em con tới đây không có muốn xin số hoặc là làm gì tới ông bà hết. Thì rất mong bà nếu có hiện diện ở đây thì con rất mong là anh em con sẽ thấy được ông bà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì vong linh ở đây ơi, nếu vong linh ở đây có mặt tại đây á, thì con cầu mong á, vong linh hãy lắng nghe anh em con. Và anh em con cũng muốn biết á, là vong linh từ đâu đến, và có phải cái khu mộ này là của vong linh, hay là vong linh chỉ là một cái vong linh ở chỗ khác đến đây để ngự và chiêu chọc những cái người dân người ta gần đây, để có thể là thỏa mãn được cái lòng mà cái lòng chiêu chọc của vong linh. Thì anh em con á đến đây và chỉ muốn biết là có thật không, để anh em con có thể giúp cho vong linh sớm ngày đi vào chùa. Chứ cái vong linh đừng có ở ngay chỗ này thì nó rất là lạnh lẽo và nó không có được ấm cúng như ở trong chùa. Và trong chùa thì vong linh có thể là đọc kinh tu để sớm ngày mà đầu thai, còn ở đây á vong linh chỉ hù người ta, mà có thể là vong linh tội càng thêm tội. Thì rồi mới nghe tôi nổi tóng này, sao mà nó cắm xuống luôn được? Cái nhà. Ừ, nó cắm đúng không kìa? Có một cây cắm à? Có một cây cắm. Ngay tại chỗ này. Ừ.
em đi. Một cái tiếng gần. Một cái tiếng gần. Đây nè. Con nghe một cái tiếng gần, con với Huy cũng con nghe một cái tiếng gần. Gì cái này? Con không biết á, có thể là thấy ông Linh không? Và anh em con sẽ ngồi ở đó rồi bắt cái đèn tối lại. Thì anh em con có biết được cái này thì nguyên đốt cho em thì con cầu chúng ngươi tôi chờ 10 phương lạc, con cầu các cá vong linh ở đây, con cầu vong linh hiện tại đang ngự ở chỗ này có thể là ra gặp mặt anh em con và để cho anh em con biết được là có vong linh ở đây, để bữa sau anh em con đến có thể là đem đồ hậu tạ và có thể là cúng kiến cho vong linh để vong linh được sớm vào đi khỏi cái chỗ mà tăm tối và lạnh lẽo chỗ này. Nam mô Di Đà Phật. Thì nếu những hiện tượng ông bà hoặc là vong linh nào đang tác động đến anh em con lúc nãy giờ thì con rất mong ông bà có thể cho anh em con một lần chứng kiến ông bà. Nam mô A Di Đà Phật. Trời ơi, trời ơi, con gì nhỏ kìa. Nam mô A Di Đà Phật. Thì anh em con, mỗi người muốn hỏi vị một câu để có thể là anh em con biết được và anh em con sẽ hậu tạ vị vào ngày khác, vị có chịu không? Ai tại tôi mua như vậy. Không lên đây. Thì anh em con đến đây là một cái lòng thành ý, chứ không phải đến đây để xin số hay là muốn bắt giữ vong linh gì hết. Anh em con chỉ muốn biết là vong linh từ đâu đến và vong linh có muốn anh em con cần vong linh giúp cái gì không, để anh em con biết, chứ anh em con đến đây không có để phá hay là quậy gì vong linh hết. Con còn mong vong linh đừng có tác động đến anh em con. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Không biết là con Linh ở đây đang nóng giận. Cái gì? Không biết là con Linh nóng giận về điều gì. Anh em tôi tới đây làm phiền con Linh hay là gì đó. Nhưng mà con Linh ơi, nên con tới đây với mục đích không phải là mục đích xấu để xin số vong linh hoặc là làm gì hết. Nên con tới đây là được biết vong linh còn đang vất vơ vất vưởng như này. Anh em con ngày hôm nay không biết sự xuất hiện của vong linh ở đây, anh em con chỉ nghe đồn thôi. Nên chưa kịp mang đồ cúng gì đến gửi đến vong linh hết. Rất mong vong linh bỏ qua cho anh em con nè. Thì con cũng muốn biết vong linh
tại sao đến đây mà nhắc người ta? Có phải là hai cái vị, hai cái người mà cái người đàn ông xin số có cầu vong linh lên và xin xong số mà không có trả lễ cho vong linh, để vong linh tức giận và vong linh quậy phá những người dân ở đây? Thì vong linh ơi, vong linh hãy nghe con và em con nói một điều, là vong linh hãy buông bỏ đi và vong linh hãy nghe anh em con đi vào chùa để tu tập, để có thể là vong linh sớm ngày mà đầu thai. Chứ vong linh tại chỗ này á, con thấy á, để vong linh thấy không, chỗ này á xung quanh chỉ là cây cối thôi, và có chỗ cái này cho vong linh đứt, thì chị vong linh chỉ được đi vào những giấc tối như vậy và nhát những người người ta. Thì một ngày nào đó người ta cũng bị nhát mà người ta sợ vong linh nữa, thì người ta sẽ kêu thầy đến, có thể là bắt vong linh đi, và vong linh sẽ không bao giờ mà có thể là đi vào chùa được nữa. Thì con nghe nói những người thầy bùa người ta bắt, và người ta có thể là yếm các vong linh, không cho vong linh đi đâu được hết, và không được đầu thai, không được chuyển kiếp. Thì con hãy xin vong linh để vong linh có thể là buông bỏ đi. Môi như là Phật. Ê, ơi, ơi. 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 Nghe nặng quá, nghe nặng quá Huy ơi. Đang đè đầu chứ. Nằm ngủ chứ mà. Cảm ơn Huy Phật. Con cầu chính phương trời mời phương Phật. Con cầu ông bà gia hộ độ trì cho anh em Phật. Ông Linh ơi, anh em con á, chỉ đến đây tiên vong linh thôi, không có muốn quậy phá thì con cầu mong vong linh đừng có tác động đến anh em con. Vong linh ơi, vong linh có muốn điều gì từ anh em con? Anh em con nói rồi, anh em con tới đây không có mục đích xấu gì hết. Chỉ muốn tới đây. Anh nhìn bể đầu. Nó mô như thật, nó mô như thật. Nó mô như thật, nó mô như thật. Cái nhà anh đang con niệm chú cái nó kìa. Cái nhà thấy không? Rõ ràng một cái bông linh đen hiện ở đây. Thì con chắc chắn là các người dân ở đây nói là phải. Thì con nghĩ là cái bông linh này á là từ đâu đến đây, chứ không phải là cái bộ này. Thì anh em con không biết sao, linh này rất là giận dữ với anh em con. Nam mô Di Đà Phật. Thì anh em con biết là vong linh đang hiển linh, để anh em con biết là vong linh ở đây, và có thể là buổi sau anh em con đến và anh em con sẽ cúng cho cái vị vong linh này, có thể là anh em con cũng có thể giúp cho người để người đi. Thì con cầu mong á là buổi sau đến anh em con cúng đàng hoàng á, thì con cầu mong vong linh có thể là đừng có tác động đến anh em con, và cho anh em con cúng, và anh em con cũng có thể giúp cho vong linh. Thì nếu vong linh có cái ý nguyện hay là cái ý nguyện hay là cái lòng để hướng vào chùa để tu tập, để sớm ngày mà đầu thai chuyển kiếp, thì hãy nghe lời anh em con để bữa sau anh em con đến. Nam mô Di Đà Phật. Thì bây giờ anh em con sẽ rời đi, tại vì anh em con đến đây cũng không có đem cái gì hết trơn á, con sợ vong linh phải giận nữa. Thì thôi, cả nhà chắc anh em con sẽ đi. Thì cả nhà nãy cũng thấy á, chỉ là một cái bóng đen. Thì chắc bữa sau anh em con sẽ đến đây và có thể là đem đồ cúng, bánh trái, đàng hoàng và giấy tiền đốt cho vong linh, để vong linh có thể là được cái an ủi cái lòng nó luôn. Thôi, mô Di Phật. Thì cả nhà. Con chào cả nhà.